Làm muối ớt tiêu chanh chan với cơm là ăn là nhất cái nắp luôn. Ồ, làm nguyên trứng nhỏ đã nha. Mua ớt tiêu chanh lên, làm thêm trứng. Chào tất cả mọi người, bữa nay lại thèm hộp vịt lộn nữa rồi. Đó, mình mua 5 trứng hộp vịt lộn ăn với cơm nha. Còn đây là muối ớt tiêu chanh. Quá đã nha. Hộp vịt lộn này á, là mình không ăn với xào đâu nha mọi người. Đây xào đâu lúc nào mình cũng có nha. Tại vì hộp vịt lộn thì nó kỹ với hàng xào đâu, cho nên là mình không có ăn nha. Đó, còn đây là rau găm nè. Thôi mời tất cả mọi người ăn cơm với mình nha. Trước hết thì mình làm muối ớt tiêu chanh chan với cơm là ăn là nhất cái nắp luôn. Rồi, chua chua mặn mặn ngọt ngọt. Rất là ngon. Hộp vịt này á thì mình cũng mới vừa luộc xong luôn còn nóng. Hấp nước nó đã gì đâu mọi người ơi. Nước nó ngọt kinh thiệt chứ. Cho miếng muối ớt vô. Sắn miếng hộp vịt. Quá tuyệt vời luôn. Quá lỡ. Công nhận hộp vịt lộn ăn với cơm rất là ngon. Cơm nóng và hộp vịt nóng nữa. Quá tuyệt vời. Sao nói nó ngọt. Đây. Đã chưa? Chẳng mua ớt tiêu chanh lên nữa. Làm nguyên trứng nhỏ đã nha. Quá đã. Hấp nước nó ngọt ghê chứ. Hấp gì lộn nó làm có trứng gì đó, ăn nó đã gì đâu. Cái mài chút xíu mình ăn sau nha. Tại nó cứng nha hay lâu. Mưa cục chanh quá tuyệt vời. Quá ngon. Mày nào. Quá đã. Xịt nước.
mua ớt tiêu chanh lên làm thêm trứng. Quá đã. Quá ngon. Hợp lý lộn á, ăn cái cơm á rất là ngon nha.